chấm gì ngon. Cholimex đi. Vị cuộc sống. Thưa quý vị, Tam Giang Cầu Hai được biết đến là một kho dinh dưỡng rau cỏ của Huế với nhiều loài cá, tôm, cua. Từ những sản vật ở vùng nước lợ này, người Huế đã chế biến nên nhiều món ăn ngon mang đặc trưng của địa phương. Với nguồn tôm gân đầm phá, vỏ mỏng, thịt chắc ngọt, người Huế đã làm nên những món ăn đặc sản như là mắm tôm chua, chả tôm hay là tôm cháy ăn với các loại bánh Huế. Và đây cũng là khởi nguồn cho món chào tôm vốn có nguồn gốc ở chốn cung trình xưa. Đó cũng chính là món ngon mà ngày hôm nay chương trình Huế Kinh Đô Ẩm Thực sẽ giới thiệu đến quý vị. Trước hết xin mời quý vị cùng làm quen với chuyên gia ẩm thực đồng hành cùng chương trình. Chuyên gia ẩm thực Lê Thanh Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng nông thôn có truyền thống làm các loại bánh Huế. Ngày ngày được nghe những câu chuyện kể, được hòa mình trong gian bếp gia đình, cảm nhận được mùi củi lửa, mùi thơm của các món ăn đã khiến anh dần yêu nghề bếp. Năm 1999, anh chọn theo học tại trường Trung cấp nghề Du lịch Huế, nay là trường Cao đẳng Du lịch Huế, chuyên ngành chế biến món ăn. Sau khi ra trường, anh tiếp tục hành trình khám phá văn hóa ẩm thực Huế với sự chỉ dạy tận tình của các nghệ nhân đi trước. Đặc biệt, anh luôn dành thời gian để nghiên cứu, tìm tòi và chế biến các món ăn cung đình đang có nguy cơ mai một theo thời gian, với mong muốn giữ lửa và truyền lửa ẩm thực cung đình. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề, từ những bài học kinh nghiệm và niềm đam mê, chuyên gia ẩm thực Lê Thanh Dũng đã khẳng định tài năng và gặt hái được những thành quả trên con đường mà mình đã chọn. Hiện tại, anh đang là tổng bếp trưởng điều hành tại khách sạn La Vela Huế, tiếp tục sự mình đào tạo các thế hệ đầu bếp trẻ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực Huế, ẩm thực Việt đến với thực khách gần xa. Quý vị, người Huế thường đi chợ hàng ngày để lựa được những mớ cá tôm tươi, bởi đây là yếu tố quan trọng để quyết định đến vị ngon của món ăn. Và ở đây thì chuyên gia ẩm thực Lê Thanh Dũng cũng đã chuẩn bị một dĩa tôm gân rất là tươi đây ạ. Anh Dũng này, bí quyết mà chọn tôm của anh như thế nào ạ? Bí quyết chọn tôm mình là tôm này là tôm gân, nó tươi, vỏ rất là mỏng. Giờ mình thấy ra có rất là nhiều loài tôm, nhưng mà đối với những người săn ăn hay là những người giỏi chế biến thì dường như là tôm gân luôn là lựa chọn số 1 cho những món ăn của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Vì thật ra thì tôm gân này là một trong những loại tôm đặc sản của phần Tam Giang. Người biết ăn thì người ta luôn luôn chọn sản phẩm này. Vì thật ra nó là phục vụ được rất là nhiều món và nó đem lại cái chất lượng rất là cao về dinh dưỡng, đạm. Và trong quá trình chế biến thì nó là một trong những cái món mà sản phẩm đem lại không cần qua những cái màu sắc nữa mà nó lên tự nhiên. Và bên cạnh tôm gân rồi thì anh Dũng còn chuẩn bị những nguyên liệu và gia vị gì cho món chào tôm cung đình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và xin mời anh Dũng sẽ giới thiệu những nguyên liệu mà chúng ta sẽ cần đến để mà chế biến món ăn này ạ. Hôm nay cái món chào tôm lùi cung đình này thì Dũng chuẩn bị thành phần đi kèm thì Dũng làm mía và thêm là thịt mỡ này gọi là mỡ khổ. Và đặc biệt trứng thì phải là sử dụng là trứng vịt. Thông thường thì Dũng mới thấy rằng là khi mà sử dụng trứng cho cả món ăn thì người ta thường sử dụng trứng gà, nhưng mà ở đây thì anh Dũng lại sử dụng trứng vịt. Vì trong cái món này là dùng gõ sử dụng lông trắng trứng, đặc thù về trứng vịt này là nó rất là hàng, nên sử dụng mình sử dụng lông trắng thì vịt tôm nó đạm rất là cao. Còn cả gia vị thì sao anh? Gia vị thì thật ra là món tôm này là đã ngon rồi, nó tươi rồi và chất lượng rồi, gõ đi rất là ngọt rồi ạ. Rất ngọt rồi, dùng gõ sử dụng là chọn nước mắm và một tí là hạt nêm và tiêu.
và tỏi đi cả. Đa số là người Huế là những cái nhà vườn, nhà rường thì cây cối là người ta là trồng đầy đủ tất cả các loại từ những rau củ quả. Đây thì hôm nay cũng là Dũng cũng đến với cái món này, Dũng cũng làm một cái sa bàn mô hình đầy đủ thêm những cái cây và những cái nguyên liệu đi kèm trong món đó luôn. Cũng xin giới thiệu về Diễm My, đây là cái vạn này. Tên đó là cỏ khế, cái chuối chạc đó và cái mía. Đây là cái mía. Dũng sử dụng cái mía nó trang da này, Dũng chuyển con kia để chế biến, còn đây là những cái con để tượng trưng. Vâng, rất là thú vị. Thưa quý vị, và cái không gian ở đây nó như là một khu vườn thu nhỏ của Huế vậy. Và có thể thấy rằng là từ những cái cây trái trong vườn nhà mà người Huế đã chế biến ra rất là nhiều món ăn, hoặc là từ cái nguyên liệu đó mà nó là những cái gia vị đi kèm không thể thiếu trong những món đặc sản của Huế. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là cách mà chuyên gia ẩm thực Lê Thanh Dũng chế biến món chào tôm cung đình này như thế nào. Công đoạn đầu tiên mà mình sẽ thực hiện đó là gì ạ anh Dũng? Đầu tiên thì mình sẽ là sử dụng là vấn đề là luộc chén qua mỡ, mỡ khổ này. Cái mỡ này thì mình có cần cắt trước khi chân qua không ạ? Không, mà thật ra cái mỡ này là mình phải để nguyên khổ thế này. Mình chân qua, xong là mình mới cắt ra thành khổ nhỏ hoặc lưu nhỏ để trong quá trình mình quyết chảo tôm thì mình bỏ vào. Ta cái mỡ này xong thì mình chỉ chuyển qua là đập trứng ra để sử dụng lại lông trắng. Và tôm này thì bắt đầu mình nên quét. Bây giờ thì Diễm My sẽ phụ anh Dũng là chuẩn bị phần rau cho món chào tôm cung đình trong lúc mà anh chuẩn bị những nguyên liệu chính. Phần mỡ héo này thì nó sẽ làm cho cái chào tôm của mình nó được béo hơn đúng không anh? Đúng rồi, tăng độ béo. Và cái mỡ đặc thù là cái mỡ khổ này là nó rất là giòn. Đối với cái chào tôm này thì cái lượng mỡ mình sử dụng như thế nào là hợp lý anh? Tỷ lệ nó là chỉ có là thay vì 1 kg chào tôm thì giọt mỡ là 0.1 thôi, đất nó tăng cái độ béo trong quá trình mình nướng thì để cho nó khỏi bị khô tôm. Phần mỡ cũng đã xong rồi, và tiếp theo mình sẽ làm gì ạ? Tiếp theo thì mình sẽ là luộc mỡ, thì mình sẽ là tách cái lông trắng trứng và lông đỏ ra. Mình sử dụng cái lông đỏ trước theo con đường này cho luôn ạ. Khi ta tách lông đỏ lại lông trắng sống thì đến công đoạn thì Dũng sẽ là đi quyết chào tôm. Ở đây thì chị mới thấy là anh Dũng cũng đã chuẩn bị một phần tôm đã sơ chế sẵn rồi. Về cái phần mà sơ chế tôm thì anh có lưu ý gì không ạ? Thực ra thì sơ chế tôm này là mình phải cần rất là lưu ý kỹ để cho nó cái tôm cho nó được trắng. Và trong quá trình sơ chế thì quan trọng nhất là mình phải là lấy cái phần chỉ của tôm nó sạch nó trong quá trình cho nó bị cạc. Và bây giờ thì mình sẽ cho hỗn hợp này vào và quyết ạ? Không, mình quyết từng giai đoạn. Đầu tiên là mình sẽ quyết tôm trước. Và xong rồi đến cho mỡ. Và cho điểm nhà gia vị. Ở cái phần quyết này thì mình có thể là sử dụng máy sấy để mà tiết kiệm thời gian không ạ? Sử dụng máy sấy thì cho để làm phục vụ cho những cái tiệc lớn hoặc là mình làm kinh doanh đại trà. Còn thực ra thì món ăn này mình đã giới thiệu hàng thuộc là hàng ngũ món ăn của cung đình rồi, của chùa rồi. Thì cái người đầu bếp thì người ta sẽ làm cho đúng theo một cái quy trình như vậy. Làm quyết thì nó là cái đồ giá dẻo nhiều hơn. Còn sấy thực ra là nó nạt luôn rồi, không có cái đồ kết dính nó không bằng mà. Như vậy mày thấy là những món ăn của Huế nói chung và những món ăn mà cung đình thì nó hơi cầu kỳ trong cái câu chỉ việc. Cầu kỳ hơn nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ đến với công đoạn quyết tôm. Trong bao lâu là được anh Dũng? Tôm này là mình giả trong vòng 15 phút là đạt.
Thật ra là khi mà kinh nghiệm rồi thì mình làm trong quá trình cái chay mà nó rất là nặng, nó bám sát, nó rít lại thì là chả là gần đạt. Và lúc đó thì ta sẽ cho ít mỡ khô vào và lòng trắng trứng vào, ta sẽ quay nhẹ lại. Thế này là được chưa anh? Gần được. Mình thấy cái đồ này là bắt đầu nó dính này, là đạt cái đấy. Thì mình thấy cái chảo lên này. Ồ, cái chảo lên là đạt. Bây giờ là mình cho mỡ vào nữa. Cho một nửa lòng trắng. Một nửa phân lòng trắng thôi. Ok. Vì lòng trắng mình cho đúng nhìn lương á, thì nó là một hàng kết diễn tốt. Nhưng mà nhiều quá thì trong cái tốm còn được ra thì nó sẽ phá vỡ đi. Công đoạn này là mục đích là giờ là mình cho nó điều lại thôi. Này. Giờ mình giả mạnh á thì nó lại là làm cho cái mỡ nó rất rất. Rồi bây giờ xin tí tiêu này. Một muỗng nhỏ tiêu thôi. À. Một muỗng cà phê tiêu. Tiêu này được chứ ạ? Rồi được rồi. Giờ mình cho nhến cái muỗng mắm nữa này. À. Cái phân trùng này sao mình không sử dụng muỗng để cho nó dễ dàng hơn ạ? Thì thật ra thì mình sử dụng muỗng vẫn được, nhưng mà cái là mình dùng chai này á, thứ nhất là nó mình cho nó điều, cái thứ hai nữa là cái độ kết dính trong cái chai á, là khi mình biết được cái độ là mình cảm nhận được, cảm nhận được cái độ còn là muỗng thì mình sẽ biết được một phần. Dạ. Như thế này là được rồi, dính như này. Dạ. Cái độ rỉ. Chị ta để làm chảo tôm này á, là mình làm tôm riêng 100%, không có quá phá trộn những cái giống như thịt nạc hay nạc chả. Nhưng có cái là cái đồ quyền và đồ kết dính của nó thì so ra là không bằng. Nhưng ăn là nó rất là chất lượng, đảm bảo ngon. Đến đây là công đoàn á, mình sẽ là bọc chảo tôm vào mía. Yeah. Ở mía thì anh Dũng đã róc sẵn rồi này. Cũng gắt ra từng khúc rồi. Anh Dũng này, đối với chảo tôm khi bọc mía thì cái hương vị của nó sẽ như thế nào anh? Cái chảo tôm bọc mía thì nó là có một đặc trưng riêng là mía là đã ngọt và yeah. Tôm kết hợp với tôm gân nó ngọt. Thì hai cái nó kết hợp với nhau, nó hòa quyện vào trong quá trình mình nướng thì cái mía nó rất là thơm. À. Là cái đặc trưng. Còn có thể là người ta dùng lưu xạ nhưng nó là... Tức là nó mang một cái hương vị khác rồi. Mang một hương vị khác. Chia sẻ với nhà mía, cái mía này là dùng có nướng quá trước rồi. À. Nướng qua xong dùng mấy là chả vỏ dùng vỏ là để cho cái mía nó dậy mùi thơm. Trong quá trình mình bọc cái tôm vào á, thì cái nước nó không bị ra để làm cho cái tôm nó bị ướt. À, dạ rồi. Và bây giờ thì chị Bi sẽ phụ anh Dũng bọc chảo tôm vào mía. Để bọc cái chảo tôm vào mía cho nó thuận tiện và nó đẹp thì trước hết là mình sử dụng một tí dầu này, mình sẽ thoa nhẹ vào. Và chị biết thấy cái cỏ dâu quá là nó lãng liền. Mà hình như là cái miếng tốn của chị biết to hơn của anh. Thế đây dịp này có. Thanh Dũng thực hiện công đoàn đó là cuộn chảo tôm vào mía. Và trước khi đến với công đoàn nướng thì Diễm My sẽ tìm hiểu cách mà anh Thanh Dũng chế biến nước lèo. Bởi vì đối với người Huế thì mỗi món ăn là nước lèo như là linh hồn vậy, đúng không ạ? Và mỗi đầu bếp thì sẽ có những bí quyết và những cách chế biến riêng để tạo nên cái hương vị đặc trưng của mình. Và đối với anh Thanh Dũng thì như thế nào ạ anh? Đối với Dũng thì thật ra thì những gia vị nguyên liệu đi kèm thì Dũng là luôn bảo bảo tồn làm đúng theo tư tưởng này, gọi là thay đổi một tí. Yeah. Để mục đích là nó là nâng cái giá trị sản phẩm lên một tí. Cả thứ hai nữa là để cho nó cái mùi vị nó đặc trưng hơn. Yeah. Nhưng thực phẩm chính trước đấy á, thì người ta sử dụng là gan heo. Yeah. Nhưng hôm nay thì Dũng đến đây thì Dũng sẽ chuyển qua lại cái pate. À. Và kết hợp với cái gan gà mình làm ra một cái pate. Được leo.
từ gan gà và bát tê ạ. Bát tê. Dạ. Thay vì cái công đoàn chế biến thì nó cũng như là cái cách truyền thống ạ. Đúng rồi, tất cả các công đoàn thì như truyền thống cũng là đầu me, rồi tướng bơ đậu phộng, rồi là tướng bần. Dạ. À. Với sự thay đổi như thế này thì cái hương vị của nước leo nó khác với cái hương vị truyền thống hay không anh? Thứ nhất là nó tăng độ béo, thứ hai là nó giảm đi cái vị ngô tanh của gà. Đó là cái đặc trưng riêng. Khi đi vào công đoàn nướng á thì dùng sử dụng là chuối bọc ngoài cái lùi này. Thường thường người ta chế biến nó sẽ là lùi này người ta sẽ hấp, nhưng mà hấp thì nó mất đi cái chất ngọt đi nên dùng là không hấp, cũng làm theo đúng truyền thống thì dùng sử dụng là chuối, mục đích là bọc ngoài cho nó khỏi bị chảy. Nên mình sử dụng hai lớp cho nó đảm bảo chuyển đi. Và bây giờ thì mình sẽ cho chào tôi lùi mía này thì mình nướng trong vòng 15 phút. Yeah. Và cứ trở đều ạ. Đều. Để trong khi mặc lá kia thì mình sẽ trở lại. Yeah. Trời se se lạnh mà đứng nướng chào tôm như thế này thì cảm thấy rất là thú vị anh ạ. Ăn những cái món này mà ăn vào mùa này thì có hợp lý. Yeah. Và đặc biệt khi mà mình nướng xong rồi là còn nóng á, mình ăn liền á, nó rất là ngon. Rất là thơm. Và bây giờ thì chào tôm của mình đã được chưa ảnh? Được rồi, đến nay mình cho lá ra là vừa. Dạ. Đẹp rồi. Đấy. Bây giờ thì sẽ đến công đoạn cuối cùng, đó là cho ra dĩa và trang trí món ăn. Thưa quý vị, món chào tôm công đình hoàn thiện thì cũng đã đến lúc trời tối rồi. Ban đầu thì Diễm Nhi cứ nghĩ rằng là với món này thì chế biến nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà khi thực hiện thì mới biết rằng là nó rất là công phu và mất khá là nhiều thời gian. Như quý vị thấy thì anh Thanh Dũng đã trang trí một khay chào tôm công đình rất là đẹp mắt với hình ảnh của tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mù, một khay rau sống ăn kèm rất là hấp dẫn. Bây giờ thì Diễm Nhi sẽ dùng một miếng bánh tráng này, cua một ít rau này, rồi là một miếng chào tôm này, cuộn lại và chấm nước leo. Rồi. Và bây giờ thì Diễm Nhi xin mời anh Thanh Dũng sẽ cùng thưởng thức thành quả ngày hôm nay của hai anh em mình ạ. Mời Diễm Nhi. Như đối với món này thì mình cũng có thể là ăn kèm với bánh hỏi hay là bánh ướt đúng không ạ? Hôm nay mình có thể ăn kèm bánh hỏi bánh ướt hoặc là ăn kèm với bún cũng được. Nhưng mà có cả ăn kèm cái đó thì mình sử dụng quá thêm và nước mắm chua ngọt này, nó là hợp. Còn với phần nước leo như thế này thì mình cuộn với bánh đa nem thì nó sẽ phù hợp hơn ạ.
Ngày xưa cái món chào tôm cung đình nó thường xuất hiện trong những dịp nào ạ? Thường là xuất hiện trong những cái tiệc mà những tiệc quan trọng của trong cung đình, thì các đầu bếp trong cung đình là luôn luôn chọn cái này để phục vụ vào những thời điểm dịp Tết hoặc là những cái tiệc quan trọng, hoặc là trong cũng có những sự việc gì mà tiếp đón các quan các triều là người ta sẽ chế biến những món này. Chào tôm cung đình nó không được phổ biến như là những món ăn cung đình khác, thì anh Dũng có ý tưởng hay là có đề xuất gì để cho món ăn này trở nên phổ biến hơn và nó xuất hiện nhiều hơn trong những dịp đặc biệt ở Huế hay không ạ? Thì đây là một món ăn nó rất là giá trị. Hiện tại giờ thì nó là đang dần bị mai một. Thì Dũng là một con người Huế đặc thù, ở thế nữa gia đình nó cũng xuất thân từ là bếp rất là nhiều ở nhiều đời. Để muốn phục dựng lại món này thì tham gia những cái hội bếp của anh chị em á, thì Dũng luôn luôn đề cập đến những cái món đáng bị thất truyền và dần dần mai một thất truyền. Thì anh chị em ai cũng mong muốn cả, ai cũng mong muốn rằng mỗi người một tay để phục dựng lại cái nền ẩm thực Huế, nói chung qua cái nền cung đình riêng để quảng bá cho các bạn dù trong nước hay là nước ngoài đều biết. Cái món chào tôm này á, thật ra cũng vẫn dự rằng là tháng 9 vừa rồi á, thì là một trong những món ăn mà được bên chỗ đại sứ của Thế Tát á, thì nó là chọn bên cho là một trong những loại sản phẩm là món ăn đứng vị thứ 28 trên 100 món ăn ngon nhất thế giới. Còn món nem rán của mình là lọt top 43 trong 100 món ăn. Vâng, thật là đáng mừng khi mà những món ăn mà nó thể hiện sự tinh tế của Huế cũng như là của Việt Nam thì đã dần được nhiều thực khách ở trong nước và quốc tế biết đến. Và chị cũng mong rằng là sẽ có dịp được gặp lại anh để mà tìm hiểu những món ăn cung đình xưa của Huế. Cảm ơn chị nhiều. Thưa quý vị, ẩm thực mỗi vùng miền đều có những đặc trưng tạo nên bản sắc riêng. Và với Huế, ẩm thực luôn có sự biến đổi đa dạng từ nguyên liệu, cách chế biến, cách nêm nếm và cách kết hợp các loại gia vị để tạo nên sự phong phú cho thực đơn món Huế. Hãy tiếp tục khám phá những món ăn ngon của vùng đất Kinh Đô xưa trong những số tiếp theo của chương trình. Cảm ơn nhãn hàng Jolimex đã đồng hành cùng Huế, Kinh Đô ẩm thực. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Gia vị cuộc sống.